Chiều ngày 18 tháng 10 tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 10 năm thực hiện kết luận số 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 25. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho ý kiến về nội dung chính vào dự thảo các văn kiện, nội dung kết quả về công tác thanh niên trong 15 năm qua, phân tích dự báo tình hình thanh niên và công tác thanh niên trong thời gian sắp tới, cũng như vai trò thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trưởng Ban chỉ đạo cho biết, Tổ biên tập, Ban chỉ đạo tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo đối với những vấn đề cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm những tác động đối với thanh niên trong thời gian tới, yêu cầu đối với thanh niên trong thời kỳ mới.